Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Bảo vệ pháp luật của truyền hình Kiểm sát Nhân dân. Thưa quý vị, thực hiện hành vi trái pháp luật lần đầu thì có thể ngụy biện bằng sự thiếu hiểu biết của bản thân. Thế nhưng cũng hành vi đó mà thực hiện đến lần thứ hai, lần thứ ba thì không thể đổ lỗi cho bất kỳ lý do gì. Đối tượng Trần Thị Liễu, trú tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, do quá tham món lợi trước mắt mà đã bất chấp pháp luật, liên tiếp thực hiện hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Dù rằng đã lách luật bằng cách mỗi lần mua bán, vận chuyển đều dưới định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên một khi đã phạm pháp thì không thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh Tây Ninh đã ban hành kháng nghị bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để có một bản án đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật. Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 29 tháng 10 năm 2019 tại khu vực ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, lực lượng tuần tra của trạm cảnh sát giao thông Trảng Bàng thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với lực lượng chống buôn lậu công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra phương tiện xe ô tô mang biển kiểm soát 51A98870 hướng đi từ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Tấn Lực, sinh năm 1976 điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang chở 4.380 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại được giấu kín. Cùng đi trên xe còn có hai người khách là Bùi Huy Dũng, sinh năm 1971, trú tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, và Trần Thị Liễu, sinh năm 1971, trú tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ba đối tượng Bùi Huy Dũng, Nguyễn Tấn Lực và Trần Thị Liễu về hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm là 4.380 bao thuốc lá điếu nhập lậu và một số tang vật khác. Quá trình lấy lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận ba đối tượng không quen biết nhau. Bùi Huy Dũng và Trần Thị Liễu vì gặp nhau ở chỗ đón xe đi thành phố Hồ Chí Minh lại có cùng mục đích tiêu thụ số thuốc lá lậu vừa mua được nên đã thống nhất góp tiền thuê xe chung. Nguyễn Tấn Lực là tài xế đang trên đường từ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh, thấy có người phụ nữ đón xe yêu cầu chở khách và hàng hóa về thành phố Hồ Chí Minh với giá 600.000 đồng nên đồng ý. Trong số hơn 4.000 bao thuốc lá tịch thu được thì có 1.250 bao thuốc lá của Bùi Huy Dũng, 1.000 bao thuốc lá của Trần Thị Liễu, số còn lại là của một người khác, các đối tượng không nhớ tên. Tuy nhiên, trước tình trạng buôn bán hàng nhập lậu diễn biến ngày càng phức tạp tại thị xã Trảng Bàng, thì việc xác định đây là một hành vi phạm tội có tổ chức hay chỉ là hành vi phạm tội giản đơn đúng như các đối tượng đã khai nhận. Nhân thân các đối tượng ra sao là điều mà các cơ quan tiến hành tố tụng cần làm rõ, bởi thị xã Trảng Bàng như một nơi trung chuyển hàng lậu khi vừa có đường biên giới giáp Campuchia, vừa giáp danh với các thành phố lớn như Long An, Bình Dương, Bình Phước. Thời gian qua trên địa bàn thì các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu do cái lợi nhuận cũng cao. Đó là bất chấp cái việc mà bắt xử lý hành chính rồi cũng tiếp tục mà xử lý hành chính nhưng mà không có tiền nó phạt, sau đó về tiếp tục cũng hoạt động phạm tội tiếp. Đối tượng cũng rất là manh động, cái đối tượng cũng thực hiện nhiều cái thủ đoạn để mà che giấu để thực hiện cái hành vi mà vận chuyển này, thuê người mà canh đường. Rồi đường sông cũng có, rồi giáp với Long An cũng có, rồi đường bộ thì giáp ở địa bàn Gò Dầu, Bến Cầu đi ngang thị xã Trảng Bàng. Thì có đi xe ô tô, rồi có xe đi mô tô để mà ngụy trang che giấu trong đó cũng ít nhất cũng khoảng mấy trăm cây, cũng khoảng cả ngàn bao. Còn nhiều cũng khoảng là 15 ngàn bao. Đối với cái dự án Trần Thị Liễu thì ngay từ đầu thì khi được phân công của lãnh đạo đơn vị thì đã trực tiếp và tiếp cận hồ sơ và tham mưu cho lãnh đạo viện là ban hành cái yêu cầu xác minh đối với cái bị cáo Liễu, đối với đối tượng Liễu này. Thì nguyên nhân đó là do cái đối tượng Liễu này là vận chuyển 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu chưa đủ lực lượng để xử lý hình sự theo quy định tại điều 190 của luật hình sự. Do là kiểm soát viên đã tham mưu lãnh đạo là ban hành cái yêu cầu xác minh để thu thập ngay cái tiền án cũng như về nhân thân của cái đối tượng Liễu này có cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, xác minh và đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng, cơ quan điều tra công an thị xã Trảng Bàng nhận định tài xế Trần Văn Lực không quen biết hai đối tượng từ trước. Khi nhận lời chở khách, cũng không biết các đối tượng mang theo thuốc lá nhập lậu nên không đề nghị xử lý. Đối tượng Bùi Huy Dũng có hành vi buôn thuốc lá điếu nhập lậu nhưng chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên đề xuất xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.
Duy chỉ có đối tượng Trần Thị Liễu đã có hai tiền sự buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu vào năm 2017 và 2019, nhưng do chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên chỉ bị xử lý hành chính. Nay lại tiếp tục có hành vi trái pháp luật nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định xử lý hình sự đối với đối tượng Liễu. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2019, khi mà bắt giữ thì đối tượng này mang tên người, mang trên phương tiện là 1.000 gói thuốc lá có nguồn gốc nhập lậu. Khi mà phát hiện cái đối tượng này thì cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với viện kiểm sát trao đổi thông tin để có một cái hình thức xử lý nghiêm về cái đối tượng này. Hành vi của đối tượng Liễu này là có từng né tránh cái vụ mà 1.500 bao. Đối tượng Liễu này chỉ đi vận chuyển buôn bán chỉ 1.000 bao thôi, dưới định mức, nhưng mà thực hiện rất nhiều lần, coi như là sống chuyên nghiệp về cái hành vi buôn bán hàng cấm này. Mỗi lần bị đối tượng Liễu là vận chuyển khoảng 1.000 trở lại thôi. Cho đó là hai lần trước là cũng 1.000 trở lại, đối tượng Liễu này đã bị xử phạt hành chính nhưng mà không chấp hành, rồi tiếp tục cái vận chuyển hàng cấm nữa để mua bán hàng cấm nữa rồi bị bắt giữ. Do đó yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành là tạm giữ hình sự, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can, rồi điều tra, truy tố, xét xử nhanh để phục vụ tình hình địa phương. Thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh nhận định hành vi của Liễu đã xâm phạm đến các quy định của nhà nước đối với các loại hàng hóa nhà nước cấm kinh doanh. Bên cạnh đó, dù Liễu chưa chấp hành quyết định xử phạt của hai lần này, nhưng lại tiếp tục có hành vi buôn bán trái phép thuốc lá điếu nhập lậu nhằm thu lợi bất chính là thể hiện thái độ coi thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm. Tại bản cáo trạng số 113 ngày 29 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Trảng Bàng đã truy tố ra trước Tòa án Nhân dân huyện Trảng Bàng đề nghị xét xử bị cáo Trần Thị Liễu về tội buôn bán hàng cấm theo quy định tại điểm E khoản 1 điều 190 Bộ Luật Hình sự, đề xuất mức hình phạt là 12 tháng tù giam. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thị xã Trảng Bàng nhận định tính chất, mức độ, hành vi phạm tội cũng như nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo do hoàn cảnh khó khăn, nhận thức pháp luật thấp nên không cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội. Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Trần Thị Liễu 12 tháng tù cho hưởng án treo với tội buôn bán hàng cấm theo điểm E khoản 1 điều 190 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tình tiết giảm nhẹ theo điểm S khoản 1 điều 51, người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và điều 65 án treo quy định tại Bộ Luật Hình sự. Thời gian thử thách là 2 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Theo quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Trảng Bàng, mức hình phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo của Tòa án Nhân dân thị xã Trảng Bàng đối với Trần Thị Liễu là chưa đủ sức răn đe. Bởi Liễu không chỉ liên tiếp có hành vi trái pháp luật ở cùng một tội danh, mà mỗi lần có hành vi buôn bán trái phép thuốc lá nhập lậu, Trần Thị Liễu chỉ buôn bán số lượng dưới mức bị xử lý hình sự, cho thấy hành vi phạm tội này có sự tính toán chứ không đơn thuần chỉ là xuất phát từ mục đích tư lợi cá nhân. Bên cạnh đó, việc hội đồng xét xử áp dụng điều 65 Bộ Luật Hình sự để bị cáo được hưởng án treo là vi phạm nghị quyết số 02 ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao quy định về điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo. Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Trảng Bàng đã thỉnh thị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thị xã Trảng Bàng đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng không áp dụng chế định án treo đối với Trần Thị Liễu. Sau khi xét xử sơ thẩm hình sự thì hội đồng xét xử tuyên cái mức hình phạt nó khác quan điểm với lại viện sát. Viện sát đề nghị là hình phạt tù, nhưng mà hội đồng xét xử tuyên hình phạt là tù cho hưởng treo. Xét thấy cái việc áp dụng án treo của hội đồng xét xử là không đúng theo quy định tại điều 65 Bộ luật hình sự cũng như là cái nghị quyết 02 hội đồng thẩm phán. Thì sau khi kiểm sát viên báo cáo thì tôi có yêu cầu kiểm sát viên là ban hành soạn thảo cái kiến nghị và tham mưu viện trưởng ban hành ngay cái kháng nghị để cho các bất thẩm xét xử. Việc mà áp dụng điều 65 của hội đồng xét xử là nó không đúng theo quy định của Bộ luật hình sự cũng như là hướng dẫn tại cái khoảng 3 điều 2 nghị quyết 02 năm 2018 của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân cao. Cụ thể là hội đồng xét xử là nhận định là bị cáo là có nhân thân tốt, có tình nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng mà căn cứ vào hồ sơ vụ án thì bị cáo này có nhân thân xấu, rất rõ ràng là bị cáo có hai cái tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm chưa có chấp hành đồng phạt, là cũng như là bị cáo chỉ có một cái tình tiết giảm nhẹ thôi, không được hai tình tiết giảm nhẹ, do đó là việc áp dụng cái chế định án treo của hội đồng xét xử là không có căn cứ, cũng như là không có đảm bảo cái tính răn đe
đối với hành vi của bị cáo cũng như là hành vi của những người khác mà có cái buôn bán hàng cấm trên địa bàn thị xã Trảng Bàng ngày càng diễn biến rất là phức tạp, ngày có xu hướng ngày càng gia tăng. Đồng quan điểm với Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Trảng Bàng, Phòng Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng có cùng nhận định tương tự với mức án chưa tương xứng với hành vi phạm tội của Trần Thị Liễu. Trong khi Liễu chỉ có một tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, mà tòa cấp sơ thẩm lại xử phạt Liễu hình phạt tù cho hưởng án treo là chưa đảm bảo tính chất răn đe, giáo dục không chỉ đối với riêng bị cáo mà còn đối với các đối tượng khác có hành vi tương tự trên địa bàn, gây ảnh hưởng tới tình hình trị an tại địa phương. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, bằng những lập luận sắc bén, đúng pháp luật của kiểm sát viên và căn cứ vào tài liệu chứng cứ có được trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Trảng Bàng, xử phạt bị cáo Trần Thị Liễu 12 tháng tù giam về tội buôn bán hàng cấm. Sau khi xét xử thì Viện Kiểm sát Trảng Bàng đã có báo cáo Viện Kiểm sát tỉnh để trao đổi quan điểm về việc kháng nghị đối với vụ án. Thì phòng phúc thẩm, Kiểm sát phúc thẩm thì cũng đã nghiên cứu và báo cáo đề xuất lãnh đạo viện đồng ý cái quan điểm kháng nghị và bảo vệ kháng nghị đối với Viện Kiểm sát Trảng Bàng. Mục đích là việc kháng nghị của Viện Kiểm sát hai cấp Viện Kiểm sát Trảng Bàng là được Viện Kiểm sát tỉnh bảo vệ là nhằm mục đích là để răn đe đối với tội phạm cũng như là cái hiệu quả, tăng cường cái hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay. 12 tháng chấp hành bản án trong trại giam là thời gian để Liễu nhìn lại và suy ngẫm về những hậu quả từ hành vi phạm tội của mình. Dù biết đó là hành vi phạm pháp, nhưng Liễu đã bất chấp luật pháp để rồi không chỉ đánh đổi tự do của bản thân, mà còn đẩy đứa con gái duy nhất đang tuổi ăn, tuổi học, bơ vơ, không có mẹ bên cạnh, vỗ về, dạy dỗ. Giờ về chắc chịu nha, mình kiếm việc gì làm nuôi con còn quá nhỏ, con gì còn nhỏ lắm, mới có 12 tuổi. Giờ đi chơi gì biết là thà là khổ chứ gì không dám tái phạm đó không? Số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán hàng nhập lậu đã làm mờ mắt không chỉ với Trần Thị Liễu mà còn rất nhiều các đối tượng khác khi có cơ hội. Nhưng một khi đã thực hiện hành vi phạm pháp thì không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Bản án phúc thẩm nghiêm minh là bài học cho Trần Thị Liễu, đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang có lòng tham, muốn kiếm lợi bất chấp quy định của pháp luật. Thưa quý vị, chuyên mục bảo vệ pháp luật của truyền hình Kiểm sát Nhân dân kỳ này của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.